Thì đây là cái cây nó đang héo này anh em ha. Đây là cái cây nó đang héo, và coi ở dưới cái bịch giá thể, coi dưới bịch giá thể thì nó ướt nhẹp đó và rất là nặng, mình xách lên là nó nặng ha. Đó. Còn mình sẽ đi qua một cái cây là tươi nha, cái cây nó đang tươi, ví dụ như cây này đi, tươi này, lá lá đọt nó vẫn dính lên giữa trưa nắng như thế này, thì cái bịch giá thể thì mình xách lên là nó nhẹ heo à. Đó. Rất là nhẹ luôn ha. Đó. Và nó khô, thì cái dấu hiệu khô này á, là rất là tốt đó, nó giống như là cái bản năng sinh tồn của cái cây á. Bản năng sinh tồn của cái cây thì nó khi mà điều kiện eo hẹp thì nó sẽ buộc nó phải bung cái bộ rễ lên để mà nó phát triển, nó hút nước đi à. Và trong cái khoảng mà thời gian mà mình đây cái cây này nó có héo vậy là cái bịch nặng ha, bịch rất là nặng luôn, và giá thể mình bới ra là nó đó vắt là nước nó chảy ra nghe ha. Thì những cái cây này á, là cái giá giá thể này, giá thể tươi á ha. Cái cây dừa tươi á ha, người ta họ xay ra thì giờ nó vẫn cứ liên tục tiết ra cái tannin và axit ha. Thì cái cây nó không hấp thu được và rễ nó hư luôn, rễ nó hư luôn á thì nước nó vẫn nặng đó. Còn đối với mấy ông nội á, mà đang tươi, cây đang tươi á, thì đây như cây này là đang tươi này ha, cái đọt đang tươi này, thì cái bầu giá thể nó rất là nhẹ à, nhẹ trịch luôn đó, bóp giá thể em bóp không có ra nước được. Và hello đó, và mọi người có thể quan sát là cái miền lông hút nó bắt đầu ha. Này anh sử dụng phosphomer mấy đợt rồi? Chắc ngày thứ ba rồi đấy. Ngày thứ ba à. Đó thì bắt đầu nó thấy màu trắng này anh ha. Thấy màu trắng không? Không. Nó thấy nó có cái dấu hiệu là màu trắng. Và một điều mà nãy giờ em có livestream là cái cây nào héo thì cái bầu nó nặng, còn cái cây nào tươi thì cái bầu nó nhẹ, thì nó đơn giản là nó hút được nước cho nên nó tươi. Nhưng mà em không xuống sớm là anh cứ tiếp tục duy trì cái việc mà tưới quá ít á thì nó tổn hại mấy cái trái mà đang 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 chuẩn bị hái đó. Đúng rồi, nhưng mà cái tỷ lệ đó không đáng kể anh, cái vấn đề là vườn này là phục hồi được này, rễ ra này, lấy miền lông hút rễ rễ ra trắng không đấy, đây là cái rễ trắng cái gì đó, rễ này là cái rễ hút được nước cho nên cái cây này nó mới tươi này đấy. Những cái cây như cây này rễ nó sao? Héo thì là dưới này mình nấm nó mọc luôn mà. Đây là đây gặp 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 cái tình trạng là Cây là sơ dừa xanh rồi. Cái này em bó tay ngay, cây này chắc không phục nó hồi quá được. nặng này, quá nặng này này, nước bây giờ nó lèo bèo luôn mà đó, nó đâu có nó hút được nước này đâu. Phosphomer nó vô nhưng mà cũng không có thể giải quyết được cái tình trạng này. Ôi trời ơi, này. Ống luôn. Nhưng mà nhìn một phát đại trà thì chắc cỡ khoảng 30% là những cái thể loại đó. Ba đến bốn chục. À, 3 đến 40. Nhưng mà với cái hiện trạng như bây giờ này thì là những cái cây mà nó còn ngóc được thì vẫn cho leo 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 vàng được. Đó. Nếu mà đang trong cái giai đoạn mà vẫn có thể gom 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 vườn lại á thì anh chưa bò lên trên vàng mà, thì cứ khéo khéo một thằng nắm cái đầu nó, một thằng thiên thì mình có thể dồn dồn lại cái phần trống, anh kiếm dưa leo hay cái thứ gì nhét vô cũng được, nếu như tỷ lệ mà nó vẫn có thể cứu cho bây giờ. Để mà có được một cái vườn nó như thế này thì phải mất một khoảng thời gian rất là lâu đúng không? Đây là coi như là cái hiện tượng mà hư rễ là nó bắt đầu thể hiện ra cái thú đít này nhiều nè. Đó, đây đó. Nhưng mà sau khi phục hồi xong tươi thì những cái tầng trái trên này nó sẽ ngon lành, tầng trái trên này sẽ ngon lành đó. Đây, nó khi mà rễ nó hư thì trái nó chút xíu thì nó đã chín rồi, tại vì nó không còn dưỡng chất nữa để mà nó phát triển ha. Thì
nó chín thôi. Nó chín để làm chi? Nó chín để nó duy trì nòi giống đó. À, giờ nhốt anh em vô trong tù mà có thêm cô gái đẹp nữa mà tù chung thân á, không không tha hỉ. Ok, này tăng nước chứ. Dạ, bắt đầu tăng lên 6 lần đi anh, nhưng mà cũng đừng ham tưới nhiều quá ha anh, có thể có cái phải để cho cái thời gian cái rễ nó phục hồi hoàn chỉnh đã. Cây này là cây đực hả? Phải không? Phải cây đực không? Toàn bánh xe không à? Đấy. Thì anh là chủ thì bây giờ anh quyết định thôi. Anh quyết định là có tiếp hay là dừng. Mà tiếp thì tiếp trong khoảng thời gian bao lâu. Còn về phía... em á thì những cái cây mà đang tươi như vậy thì em sẽ cam kết nó ra cái trái nó không thua gì cái tầng gốc, và đương nhiên là cân đối chứ không có cái hiện tượng thú đít ấy. Thì vườn này đang trao thân gửi phận cho Funo nghe, là bộ cái bộ Farmer Root để phục hồi bộ rễ nè. Đó, còn cái chương trình phân nền á thì trước đây thì sử dụng cái phân đơn. Thì bây giờ là ảnh chuyển sang á, là sử dụng luôn cái lẩu ớt ha. Lẩu ớt 1.450.000 một bao 25 kg. Đó, thì mình chỉ cần sử dụng kết hợp với thầy Cansinit ha, Yara Terra Cansinit của Yara. Đó là đủ, mình không cần thiết mình phải thêm bất cứ một cái loại vi lượng nào cả. Đó, muốn cho cây sông lên phát triển mạnh lên thì là mình cho cái tăng A đó nhiều lên một chút, tăng canxi nó nhiều lên một chút đấy. Còn nó về cái trạng thái cân bằng thì cứ tỷ lệ 1:1 ha, 1 kg canxi thì là 1 kg lẩu ớt, 1 kg cansinit thì 1 kg lẩu ớt, vậy thôi, đơn giản. Giai đoạn mà trái nó rất là nhiều á, mà nó đã căng rồi ha. Thí dụ như là những cái trái mà mình dòm cái vỏ nó căng, mình lấy ví dụ như cái này đi đó, cái vỏ mà nó đã bóng rồi thì nó sẽ không cần nhiều canxi để mà nó tiếp vào đây nữa. Thì lúc đó mình giảm canxi để cho nó nuôi cái bộ lá, nó chống, nó làm nhiệm vụ đóng mở khí khổng và nó phát triển cái đọt thôi. Và khi đó thì mình sẽ thay thế là cái số kilo mà canxi giảm xuống đó bằng cái KNO3 ha. Đó. Đấy. Thì ok, thì đây là một cái bước mà mình quay lại review lại cái kết quả xử lý sự cố ha. Thì cái ca này cũng gọi là tương đối khó. Đó. Và đang 3 ngày sau khi mà mình nhận cái sự cố rồi phân tích đó, thì rút ra cái kết luận đó là pH nó tuột quá, thì mình sẽ cho tưới cái canxi loãng để rửa đi, rửa bớt những cái tạp nham ở trong cái giá thể đi. Rồi sau đó là mình đưa cái For Farmer và cái Root. Cái For Farmer á, nếu mà xài trường kỳ kháng chiến trong cái hệ thống tưới thì mình dùng cái axit HNO3 với cái tỷ lệ là 3 phần For Farmer thì là 1 phần axit HNO3 68, thì cái pH nó sẽ về cái trạng thái cân bằng. Còn đối với cái vườn này á, thì mình lợi dụng cái đặc điểm là pH cao của For Farmer, và cái vườn này lại đang có cái pH thấp nữa, cho nên là mình sẽ đưa cái lượng mà axit để trung hòa nó chỉ có một nửa thôi. Còn một nửa còn lại đó thì những cái thằng mà OH trừ nó lơ lửng ra ngoài á, thì nó sẽ liên kết với lại cái H cộng, là cái thứ mà làm cho chua của cái bầu giá thể này nè. Đó, để nó về cái trạng thái cân bằng. Và mình sẽ liên tục mình theo dõi. À, đây mọi người thấy nè, cái phần lá nó bị tổn thương rồi cái đọt ha. Thì tức bữa giờ là chưa có tưới phân nha. Bữa giờ là chỉ có là cắt nước, giảm nước và tưới, chỉ tưới For Farmer thôi, với Citrus thôi. 3 ngày. Đó. Và trong cái 3 cái cử đầu á, trong ảnh đang tưới là một ngày là 8 lần. Thì bây giờ mình giảm xuống là một ngày là 4 lần. Và chỉ tập trung tưới vào buổi sáng để cho cái buổi chiều á, nó được ráo. Ha.
Đó thì cái cử tưới cuối cùng của cái buổi sáng đó, ví dụ như là 7 rưỡi, 8 rưỡi, 9 rưỡi, 10 rưỡi, thì cái cử 10 rưỡi đó là sẽ là cái cử mà mình tưới Cyto Farmer vào và Cyto vào ha. Cái mục tiêu đó là để cho qua một đêm á, qua một đêm nó cân bằng thì nó có cái thời gian mà UH trừ nó phản ứng với H cộng á, và nó cũng có thời gian để những cái lân, cái polylân trong Farmer, những cái chất mà tiền tố mà kêu là tiền tố kích thích sinh trưởng nội sinh đó, ở trong cái tảo biển nào nó làm việc với cái bộ rễ để cho cái bộ rễ nó ra đó. Một thời gian nữa thì mọi người sẽ thấy là chưa cần tới một thời gian nữa đâu, thì cái que này này, nó đặc điểm của cái que này mọi người thấy là nó giống như nó được rửa đúng không? Ở giữa cái từ cái lỗ này này nó chảy ra là nó được rửa sạch, thì đó chính là cái phản ứng mà phụ của cái for farmer đó, là nó có khả năng là phân tách những cái muối khoáng mà bị động lại ra và rất là sạch ha. Kỳ trước là mình có giật ra là mình thấy ở trong này là nó có những cái cặn nhầy nhầy màu vàng, thì là bây giờ mình sẽ giật ra mình quan sát thử xem. Nó sạch đồng ngôi ha, nó sạch này đó, mọi người thấy không đó. Thì đây chính là cái tác dụng phụ rất là nguy hiểm của For Farmer nha, là hệ thống nó sẽ sạch trơn đó. Đấy đấy, và cái chỗ mà đây, cái chỗ mà cái que nhỏ giọt nó nhỏ xuống thì mọi người cũng dễ dàng đó, quan sát thấy những cái màu trắng lấn phấn đó, màu trắng lấn phấn của cái hệ rễ nó mới ra nha. Đấy thì mọi người có thể theo dõi lại cái video đợt trước đồng quay cách đây 3 4 ngày gì đó ha, thì mọi người sẽ thấy là cái rễ nó không có cái sức sống đâu. Đấy thấy không, đó, mình phục hồi được cái bộ rễ thì mình sẽ cứu được cái vườn ha. Đó ok thấy không, đó rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi.